đi vào vườn thú. Chào các bạn nha, bây giờ mình đi vào vườn thú. Cô hiện tại là bây giờ không có gì nha. Dạ. Chim hồng hạt đi ăn. Đấy, những con chim xanh xanh kia mình cứ tưởng là nó là dạ nhưng mà không phải dạ đâu các bạn ạ. Đứng ngay hòn đá con. Đây đây, đá này là mát không? Đó. Thấy không? Chỉ đây. Đấy, chim hồng hạt đang đi bắt cá đó các bạn. Đấy, mấy các bạn nhìn mình phóng lớn cho các bạn coi nè. Đó, thấy không? Là con thật đấy nha các bạn nha. Chim hồng hạt đấy. Bốn con mắt cả luôn. Mắt cả nó ăn mấy các bạn. Ừ. Giờ mình sẽ đi tiếp con khác nha. Đây. Chụp miếng rau chụp gì đó coi. Bây giờ tiếp bây theo. Giờ mình đi vào vòng xoay để mình xem mấy con thú ở đâu. Vòng xoay thì xong. Các bạn đi theo mình để check in vé. Vòng xoay miễn phí. Đi đường nào không biết. Đi đường nào vậy? Dẫn đi, dẫn đường. Đấy, vòng xoay này nó rất là to, vòng bay khổng lồ các bạn nhé. Đây, tít tầm mít luôn. Thì mình sẽ đi lên rồi mình sẽ quay cho các bạn coi nha. Đây mê cung. Mê cung cứ đi lên mê cung thôi các bạn. Mình sẽ làm hướng dẫn viên, hướng dẫn ba mẹ mình đó. Mỗi con làm hướng dẫn viên du lịch nha. Đây là chỗ đợi các bạn này. Chị ơi, mình đi xem thú rồi đi đường nào vậy chị? Xem thú mình đi ngược lại chỗ đấy. Hồ Hồng Hạc á anh. Vâng. Đúng rồi đây con. Đây. Con đi bằng này đồi hoa à chị? Dạ đúng rồi, phía trong này là đồi lãng hoa. Chị ơi, nước có đang tới rồi mình lên hồi em. Chị ơi, bữa nay anh đi bữa nay đòi giúp em nha. Em gọi đi lên. Bữa nay em gọi đi lên. Gửi đây hả? Đây, gửi đây. Rồi. Đây chuẩn bị mình. Chuẩn bị mình lên nha. Chuẩn bị mình lên nha. Mình sẽ đi lên tháp đây. Ôi trời ơi. Có mấy lần các bạn ơi. Có mấy lần các bạn ơi, thoải mái. Con nằm đấy ngồi đèo hai con chứ. Rồi. Rồi, chuẩn bị mình lên các bạn ơi. Chuẩn bị lên các bạn ơi. À. Trên có máy lạnh. Trên này nó có máy lạnh, nó đóng cửa luôn các bạn này. Đó. Đóng cửa tự động luôn. Mới biết nhưng mà sợ nóng rồi. Sao? Mệt không con? Lấy giờ đi mỏi chân. Mỏi chân lắm các bạn ơi. Đi này mệt lắm, đi Wimbledon mỏi chân mệt. Giờ con đi nghỉ. Giờ con đi ăn tàu. Mình đang đi tàu. Không biết đi đường mấy vòng đường hoa này. Không, mình xem tàu mình, tàu của mình xuất phát chưa, xuất phát chưa chạy lại. Mình không có đi vườn hoa đâu, vườn hoa chán lắm, mình đi chơi coi thú luôn các bạn ạ. Ý mình
mình sẽ quay toàn cảnh cho bạn coi. Đây là có một cây phượng ở các bạn ạ, đẹp chưa? Wimberland là mình đang chuẩn bị lên nóc nhà, là lên cây trứng gà nè. Nào. Mệt đúng không? Hơi mỏi chân. Hơi mỏi chân, tối đừng bảo ra bóp chân ra nha. Hơi mệt đó. Càng ngày càng cao rồi á. Ừ. Kia người ta đang khai thác rồi, muốn làm gì để lấy? Nếu cần lấy có gì chắc ở trong để cho thủng. Ừ. Chưa lấy một con thủng luôn. Biết là nghe nhé. Thế mình sẽ quay toàn cảnh các bạn coi. Đấy, chỗ hồ bơi có cái đường nhựa đi quay tắm gì cũng gần rồi, biết mình đi quay được không? Bây giờ mình đang quay cho các bạn coi. Mình tắm hồ bơi xong mình đi quay nó. À, đẹp, tiêu biệt, đẹp quá. Các bạn ơi, mình chưa thấy một con thủng nào. Thì đâu có tiêu. Đây hả? Tiêu có phần thủ này. Đấy, các bạn thấy không? Phong cảnh trên Wimberland đấy các bạn. Wimberland. Cái cát kia bây giờ nó gỡ hết ra rồi. Tới đầu năm 2023 thì mới còn mới làm xong. Để trong đứng đó đi thôi. À, cảm ơn các bạn. Dạ, các bạn video này dài lắm rồi. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Nhớ đăng ký kênh cho mình và subscribe. Đăng ký cho mình. Biết. Bây giờ mình sẽ quay cho các bạn coi thủ. Bây giờ mình sẽ quay cho các bạn coi thủ. Rồi đi. Thế giới linh trưởng. Đây là thế giới linh trưởng. Đây là thế giới linh trưởng. Khỉ sóc á con. Khỉ sóc là khỉ con á. Đi lên cái cầu thang này nè. Đi vô bóp cầu. Ừ. Linh cầu á, tê giác trắng hả? Đi vào. Thấy gì không? Thấy con nào không? Kìa, con thấy cái khỉ kìa bên này. Con thấy cái khỉ kìa. Thấy cái gì kìa?
Nó rồi hả? Nó rồi, có nhà rồi. Đó, mình thấy cái chị đó ở trong nhà này không? Đó. Thấy về. Thấy không? Cái chị đó ở nhà này. Thấy đâu? Nó làm cái gì á? Rồi kia con khỉ đít đỏ kìa. Đây con thiên nga này Việt này. Rồi đi vòng nữa đi. Rồi đi, đi thẳng thẳng này vô đám khỉ. Đi thẳng. Nhanh lên, nhanh lên. Khỉ này nhỏ quá. Nó chẳng thể ra gì. Đi vòng bên này nhanh lên. Bên kia kìa. Vô bóp cổ khỉ hả? Đi 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 với ba vô bóp cổ khỉ. Con vượn cáo trắng đen. Đi nhanh lên nhanh lên. Bên kia là có hai con hiêu rồi các bạn. Nhỏ quá. Các bạn đi theo mình nhá. Hiêu cao cổ. Hiêu cổ cao. Nhanh lên đi ra kia coi anh khỉ đít đỏ kìa. Đó. Khỉ đít đỏ đó các bạn. Đấy. Khỉ đít đỏ. Nó bị cục bíu ở cổ. Nó ăn cà rốt ông ơi. Khỉ đít đỏ ăn cà rốt. Cái đít nó có mấy cái cục gì vậy? Ừ, như cục biếu á. Đi. Ủa, khỉ nó lấy cài đốt ở đâu? Ừ, đấy. Có mấy con khỉ à? Hai mã này. Đường này là có hai mã này. Đi. Hai mã. Ừ. Hai mã nó ở ngoài, nó ở trong. Trong. Ôi, có con vẹt kìa. Đâu? Mới vẹt kìa. Đây, con này là con gì đây? Con vẹt đẻo biết thật. Kìa kìa. Trời ơi, con tê giác này ra đây đứng rồi. Tê giác, tê giác. Tê giác. Tê giác nó đang nằm nghỉ các bạn ơi. Đấy, nó đen xì đó đó. Con nói cho nó đứng hết lên đi. Đứng rồi, đứng rồi, đứng rồi. Tiếp tiếp. Giọng nói của thiên nhiên đấy. Nói đi. Đây này. Tê giác ở đây này. Đây này. Rồi được rồi, đi ra coi hà má. Có mấy con chết rồi các bạn ơi. Ở đây có 5 con hà tê giác nha bạn nha. Có 3 5. Con chết rồi, mình gọi được 2 con. Đi nhanh lên. Tê giác kìa. Tê giác kìa, các bạn nhìn thấy chưa? Kìa kìa kìa, con... Kìa hà má kìa kìa. Đi nhanh lên, chạy nhanh lên. Kìa kìa. À, có cả hươu có cổ đang ăn kìa. Đi đi đi. Hươu có cổ. Đấy, con này là con lạc đà các bạn ơi. Lạc đà có cục biếu kìa. Lạc đà các bạn ơi. Đó. Đây, đây là con lạc đà, nó có hai cái cục biếu rung rung này các bạn này. Đó. Chơi giờ đầu gái ơi. Chơi giờ đầu gái ơi. Đây. Đây là con lạc đà nhé các bạn nha. Đây lạc đà đang ăn cây gai này, nó lì lắm này. Lạc đà có đít luôn, lạc đà đi ngủ luôn. Hồi quá. Giờ đấy 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 đấy, mấy con này lì nghì ngực lại ngợp lắm này, đi. Giờ đi tìm hà mã các bạn ơi. Hà mã nó mới đây mà. Chạy nhanh lên với đi. Đây này, đây này. Đâu? Khuyết, 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 khuyết. Bây giờ mình đang đi tìm con hà mã các bạn ơi. À, trong đây có hà mã này các bạn ơi.
có không? Có. Con hổ kìa. Kia có con hổ con này. Kìa, hai mét kìa. Nó nằm ở dưới nước các bạn ơi. Đây này, qua coi con hổ này. Đây là con hổ các bạn ạ. Hổ báo chồn cáo. Đấy, con hổ nằm ngủ kìa, hai con các bạn ơi. Thấy không? Hai con. Con hổ không biết bơi, nó mà xuống đấy là chết rồi. Nó chết cha đó luôn á. Ở trên kia biết còn không nè. Hay là mình đi ra, mình đi tiếp đây. Đi. Yeah, cho các bạn coi hươu cao cổ nhá. Bây giờ mình cho các bạn coi hươu cao cổ. Nhanh nhanh đi, đi lên cho bác rồi con. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Hai chục mét là được. Thôi, đứng đây bỏ ra được rồi. Đây là hươu cao cổ là các bạn. Đây là hươu cao cổ. Con có cả con con lạc đà nó mổ đít con hươu cao cổ. Đấy. Chưa cổ nó đang ăn lá nha. Đó. Các bạn đây có cả con dây, con dê với lại con ngựa vằn. Ngựa vằn tê giác các bạn ơi. Đó. Ngựa vằn với tê giác các bạn nha. Linh tê gì đó. Đấy, con hươu cổ nó đang ăn cái lá này các bạn. Ơi. Cổ nó dài. Đấy, cổ nó dài nên nó phải ăn cao các bạn. Ừ, đằng này nó có nè các bạn. Có mấy con dê. Đấy. Đây là đằng này nè các bạn. Có mấy con sừng à. Con linh dương. Linh dương kiếm sừng các bạn này. Đấy. Đây các bạn. Cho các bạn coi. Linh dương à, nó có sừng xoắn nè. Đấy, nó ỉa cục kích tròn này. Thấy không các bạn? Đấy, nha. Mát không? Thôi chờ các bạn kết thúc video đi xem thú đấy nào. Chào các bạn, mình kết thúc video đi xem thú. Chúc các bạn và cô chú. Chúc các bạn và cô chú một ngày mạnh khỏe ạ. Nhớ đăng ký kênh này. Cho mình một subscribe nha. Cho mình một subscribe.